lại là mình, Sĩ Đầu Bò đây. Hôm nay mình lại đứng ở đây để chấn lột đồ ăn. Mỗi khi làm đại ca cứ phải len len lút lút để chấn lột. Nhưng mà bây giờ mình là sao đó rồi, chấn lột đồ ăn công khai luôn. Đứng lại, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải sao đỏ. Sĩ Đầu Bò à, sao hôm nay cậu được làm sao đỏ cơ á? Tớ là học sinh chăm ngoan học giỏi, thế là thầy giáo cho tớ làm sao đỏ đấy. Mà thôi, có bánh kẹo gì mang hết ra đây. Bánh kẹo á? Tớ làm gì có cái gì đâu. Thế cậu có đưa đây không? Hay để tớ ghi cậu sổ sao đỏ? Lục. Thôi, đây tớ có mốt gói mì tôm trẻ em thôi. Thôi rồi, đi đi. Ui, làm vậy. Em chào đại ca Sĩ Đầu Bò. Em chào đại ca Sĩ Đầu Bò ạ. Ui, thế mày đứa nào đây? Em là Minh Đậu Đỏ đây ạ. Minh Đậu Đỏ á? Hôm nay trời lăng lóng này, sao mày mặc áo khoác làm gì em? Đại ca Sĩ Đầu Bò ơi, hôm nay em bị cảm lạnh đấy. Đại ca Sĩ Đầu Bò á? Không bị gì trên đầu đấy à? Em chào Sao Đỏ Sĩ Đầu Bò ạ. Được, hôm nay ngoan phết đấy. Thôi, lại tình đang bị cảm lạnh, đi học đây. Em đi học đây ạ. Thế là lừa được hắn rồi. Oh no. Đứng tay, dám lừa ta. Mì, nhiều kẹo thế. Tí thì bị bọn trẻ con nó lừa. Bọn trẻ con bây giờ tinh danh phết nhỉ. Nhưng mà không sao, kẹo nhiều này cuối cùng cũng về tay mình hết. Cả lớp bỏ xanh mua ta chép bài cho thầy nhá, một chút nữa thầy kiểm tra. Vâng ạ. Đang mỏi lại phải chép bài. Minh Đậu Đỏ ơi, chép bài của tớ đi. Sao cậu không chép mà cậu bảo tớ chép? Thế bây giờ cậu chép bài cho tớ hay là để tớ ghi cậu vào sổ Sao Đỏ? Nhưng mà tớ có mắc tội gì đâu mà sợ cậu ghi vào sổ. Thích thái độ với cán bộ à? Tớ là Sao Đỏ, tớ có quyền. Lục, tớ ghi vào đây luôn à? Thôi, đừng ghi tớ, tớ chép cho cậu là được chứ gì. Đúng là đồ Sĩ Đầu Bò đáng ghét, cứ cậy là Sao Đỏ, không bắt lạt mình. Thế có phải ngoan không? Nhớ chép được đầy đủ ở đây. Hôm nay chấn lột rồi, bao nhiêu là đồ ăn phải oanh chén rồi. Tiếng gì nhỉ? Kìa rồi. Sĩ Đầu Bò. Có em đây à? Đang trong giờ học. Sao em lại bỏ kéo ra thế kia hả? Ra đường sau cho thầy đi. Khoan, đầu em đang đội cái gì kìa? Lục. Dạ, thưa thầy, đầu em á? Đầu em có cái gì đâu ạ? Chê đây này à? Bỏ hai tay ra thầy xem nào, nhanh lên. Thầy ơi, không có gì đâu ạ. Bỏ ra nhanh lên. Cái gì? Sao Đỏ á? Ai cho cậu làm Sao Đỏ mà cậu lại đội cái Sao Đỏ ở đâu kìa hả? Dạ, thầy ơi, em bỏ đây ạ. Thầy ơi, bạn Sĩ Đầu Bò không phải Sao Đỏ à? Thế là bạn ý cứ đi chấn lột phải bắt lạt, bắt em chép bài thế này. Cậu này giỏi thật đấy. Ra đường sau cho thầy nhanh lên, mai mày vui lên gặp thầy. Dạ vâng thầy ơi, em ra đứng đây ạ. Đúng là đồ Sĩ Đầu Bò đáng ghét, đáng đời.